Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Phật bảo thiện hiện, chân như các pháp gọi đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết chân như các pháp không tăng không giảm, nên quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật cũng không tăng giảm. Nếu các Bồ Tát thường an trụ tác ý tương ưng với chân như thế, thì gần quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Như vậy này thiện hiện, nghĩa bất khả thuyết, mặc dầu không thêm không bớt mà không thối thất tác ý chân như, bát nhã ba la mật đa, mặc dầu không tăng không giảm mà không thối thất sở cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu các Bồ Tát an trú tác ý chân như thế, tu hành sáu pháp ba la mật đa, thì liền gần quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các Bồ Tát này là tâm đầu tiên phát sanh có thể gần Bồ Đề, hay là tâm sau phát sanh có thể gần Bồ Đề? Nếu tâm đầu phát sanh gần Bồ Đề, thì khi tâm đầu phát sanh, tâm sau chưa sanh, như thế không có nghĩa hòa hiệp. Nếu tâm sau phát sanh có thể gần Bồ Đề, thì khi tâm sau phát sanh, tâm đầu đã diệt mất, không có nghĩa hòa hiệp. Như vậy pháp của tâm sở trước sau tới lui gạn tìm, không có nghĩa hòa hiệp. Như thế thì làm sao có thể chứa nhóm được căn lành? Nếu các căn lành chẳng thể chứa nhóm được, thì làm sao Bồ Tát có thể gần Bồ Đề? Phật bảo thiện hiện, ý ông thế nào? Như khi đốt đèn, thì ngọn lửa đầu đốt cháy tim đèn hay ngọn lửa sau đốt cháy tim đèn? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, như ý con hiểu, thì chẳng phải ngọn lửa đầu có thể đốt cháy tim đèn, cũng chẳng lìa ngọn lửa đầu, chẳng phải ngọn lửa sau có thể đốt cháy tim đèn, cũng chẳng lìa ngọn lửa sau. Phật bảo thiện hiện, ý ông thế nào? Tim đèn có cháy chăng? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, thế gian hiện thấy cái tim đèn thật có cháy. Phật bảo thiện hiện, Bồ Tát cũng như thế, chẳng phải tâm đầu phát sanh được gần Bồ Đề, cũng chẳng lìa tâm đầu, chẳng phải tâm sau phát sanh được gần Bồ Đề, cũng chẳng lìa tâm sau, mà các Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, phương tiện thiện xảo, làm cho các căn lành tăng trưởng viên mãn, nên được gần Bồ Đề. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, duyên khởi như thế, lý thú sâu xa, chẳng phải ngay các tâm phát sanh trước sau mà các Bồ Tát có thể gần Bồ Đề, chẳng phải lìa các tâm phát sanh trước sau mà các Bồ Tát có thể gần Bồ Đề. Phật bảo thiện hiện, ý ông thế nào? Nếu tâm diệt rồi thì có sanh không? Thiện hiện thưa, kính bạch Thế Tôn, không, tâm đó đã diệt thì không thể sanh lại. Ý ông thế nào? Nếu tâm đã sanh thì pháp có diệt không? Kính bạch Thế Tôn, đúng như vậy, nếu tâm đã sanh thì nhất định có pháp diệt. Ý ông thế nào? Pháp có diệt, tâm chẳng phải diệt chăng? Kính bạch Thế Tôn, chẳng phải, pháp có diệt, tâm nhất định sẽ diệt. Ý ông thế nào? Pháp không diệt, tâm có thể sanh chăng? Kính bạch Thế Tôn, chẳng được, pháp không diệt, tâm chẳng có nghĩa sanh. Ý ông thế nào? Pháp không sanh, tâm có thể diệt chăng? Kính bạch Thế Tôn, chẳng được, pháp không sanh, tâm không có nghĩa diệt. Ý ông thế nào? Pháp không sanh diệt, tâm có thể sanh diệt chăng? Kính bạch Thế Tôn, không, pháp không sanh diệt, tâm không có nghĩa sanh diệt. Ý ông thế nào? Nếu pháp đã diệt rồi, diệt nữa được chăng? Kính bạch Thế Tôn, chẳng được, nếu pháp diệt rồi thì chẳng thể diệt nữa. Ý ông thế nào? Nếu pháp sanh rồi, sanh nữa được chăng? Kính bạch Thế Tôn, chẳng được, nếu pháp sanh rồi, chẳng thể sanh nữa. Ý ông thế nào? Thật tánh các pháp có sanh diệt không? Kính bạch Thế Tôn, thật tánh các pháp không sanh không diệt. Ý ông thế nào? Tâm an trú là như tâm chân như chăng? Kính bạch Thế Tôn, đúng như vậy, tâm an trú như thế là như tâm chân như. Ý ông thế nào? Nếu tâm an trú chân như thì tâm như thế là chân như, tánh như thật tế thường trụ chăng? Kính bạch Thế Tôn, tâm này chẳng chân như, tánh như thật tế thường trụ. Ý ông thế nào? Có phải chân như các pháp rất sâu xa chăng? Kính bạch Thế Tôn, đúng như thế, chân như các pháp rất là sâu xa. Ý ông thế nào? Có phải chính chân như là tâm chăng? Kính bạch Thế Tôn, chẳng phải. Ý ông thế nào? Có phải lìa chân như có tâm chăng? Kính bạch Thế Tôn, chẳng phải. Ý ông thế nào? Có phải tâm tức là chân như chăng? Kính bạch Thế Tôn, chẳng phải. Ý ông thế nào? Có phải lìa tâm có chân như chăng? Kính bạch Thế Tôn, chẳng phải. Ý ông thế nào? Có phải chân như có thể thấy chân như chăng? Kính bạch Thế Tôn, chẳng phải. Ý ông thế nào? Ông thấy có thật chân như không? Kính bạch Thế Tôn, không. Ý ông thế nào? Nếu các Bồ Tát luôn hành như thế, có phải là hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Kính bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Nếu các Bồ Tát thường hành như thế thì chính là hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Hết quyển thứ 562.